Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến của kênh QK Audio. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày, mình lại có mặt ở đây để đồng hành cùng với các bạn trong bộ truyện Lần đầu trao anh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nhé. Tập 47. Hoắc Trường Nguyên bất ngờ xông vào cũng khiến bọn chúng buộc phải dừng tay. Khốn kiếp, chuyện gì đây? Gã lùn chửi thề, người đứng cạnh cũng sừng sốt. Làm sao mà em biết được? Chỗ này hẻo lánh, làm sao thằng nhóc này tìm được tới đây? Hoắc Trường Uyên nhìn chằm chằm xuyên qua mấy khe đó, hướng về phía cô. Uyên Uyên, em vẫn ổn chứ? Có bị thương không? Giọng anh tuy vẫn bình tĩnh, nhưng mấy chữ cuối cùng như khàn hẳn đi. Lâm Uyển Bạch hiểu, cô khiến anh lo lắng rồi. Miệng cô bị nhét rẻ nên nói không ra tiếng, chỉ ứ và liên tục lắc đầu, tỏ ý mình không sao. Thấy vậy, trái tim lơ lửng của Hoắc Trường Uyên cuối cùng mới được an tâm. Gã hung ác đứng lên, tiến về trước mấy bước, theo sau có hai gã khác đứng hai bên trái phải. Tao khuyên mày một câu, đừng làm hỏng việc tốt của anh em tao. Bây giờ thì quay đầu đi ra đóng cửa lại, cút được bao xa thì cút, không thì đừng trách bọn tao không khách khí. Hoắc Trường Uyên cười khinh bỉ. Anh lướt nhìn qua cô, chú ý thấy gò má bên phải của cô cao hơn bên trái, nhất định vừa bị bọn chúng tát. Nhìn xuống, thấy cổ áo cô đã bị xé rách một mảng lớn, áo lót bên trong lộ ra ngoài, còn một khoảng ngực cũng trống trải. Hoắc Trường Uyên nhớ tới cảnh ban nãy khi anh đạp cửa xông vào, mấy gã này đang vây xung quanh cô. Người con gái của anh mà bọn chúng cũng dám động vào. Nếu như anh tới chậm một bước, Hoắc Trường Uyên nắm tay vào, từng khớp xương kêu răng rắc, cơn phẫn nộ trong lòng khó mà kiềm chế. Đại ca, bây giờ phải làm sao ạ? Gã hung dữ vẫn quay đầu xin chỉ thị. Gã lùn cười khẩy. Làm sao được nữa? Chồng vài trước đó đã nói rõ rồi sao? Cầm tiền làm việc, thay người ta diệt khẩu. Tên nhóc này dám lo chuyện bao đồng, vậy thì hãy khiến hắn nếm mùi hậu quả thôi. Em thấy thằng ngoắt này có vẻ không thường. Quan sát thấy thân hình của Hoắc Trường Uyên, gã hùng tợn cứ cảm thấy anh không đơn giản như thế. Sợ gì chứ, chúng ta đông người, gã lùn nói. Nghe thấy vậy, gã hùng tợn nói với hai người đằng sau. Lão Tứ, Lão Ngũ, cùng lên. Hoắc Trường Nguyên đứng im tại chỗ, đợi tới khi gã hùng tợn tới gần, anh thẳng thừng vung tay phải giáng một cú đấm. Cú đấm này thực sự rất mạnh, lập tức khiến đối phương rớm máu nơi khóe miệng. Hắn nhổm một bãi nước bọt to tướng, mặt tái xanh đi, rất lâu sau mới hoàn hồn trở lại. Hai gã phía sau đồng thời nhào tới, giống như ban nãy, Hoắc Trường Nguyên không lộ vẻ sợ hãi, lùi sau nửa bước, né đòn của người đầu tiên, rồi nắm chặt lấy cánh tay của người còn lại, đánh thẳng một đấm vào mũi đối phương, sau đó quay người đá một cú tàn nhẫn vào người đầu tiên. Cả hai kêu lên thảm thiết, người đàn ông thứ tư cũng chạy lên giúp đỡ. Có điều Hoắc Trường Nguyên không sợ, mặt anh tuy bị đòn nhưng không thiệt thòi hơn là bao. Một chọi bốn, cảnh tượng càng lúc càng dữ dội. Gã lùn thấy anh càng đánh càng dỡ, không tiến lên giúp sức mà đột ngột nhấc Lâm Uyển Bạch lên. Sợi dây trên chân cô đã bung ra từ trước, cô có thể đứng vững, đang định ra sức giằng co với đối phương thì có một lưỡi dao lạnh kề ngay trên cổ. Gã lùn hét lên với Hoắc Trường Uyên rồi nói, mày dám nhúc nhích thêm nữa, tao sẽ cho nó một dao. Không tin, mày thử xem. Hoắc Trường Uyên khựng lại. Những kẻ này hoàn toàn không quan tâm mạng người, biểu cảm hung dữ của chúng cũng không giống như nói đùa. Huống hồ cho dù chúng chỉ dọa, anh cũng tuyệt đối không để cô bị thương dù chỉ một chút. Hoắc Trường Uyên buông thõng hai tay để cho đối phương có cơ hội công kích. Vì bị gã lùn uy hiếp, anh không đánh trả, nên gã hung tợn lúc trước đá mạnh một cú về phía anh. Lâm Hiền Bạch trợn tròn mắt, chứng kiến anh bị đá đến khịu người xuống. Cú đá ấy không hàm hồ chút nào. Hoắc Trường Uyên dù không kêu thành tiếng, nhưng mặt nhăn lại rất đau đớn. Lấy cây sắt bên tường kia qua đây, dạy cho thằng oắt không biết trời cao đất dày này một trận. Gã lùn quát lên với những tên còn lại. Ngay sau đó, những kẻ được gọi là Lão Tứ và Lão Ngũ chạy ngay qua, cầm theo mấy cây sắt, lần lượt chia nhau, rồi giơ cao lên lao về phía Hoắc Trường Uyên. Không, đừng! Hoắc Trường Uyên! Hoắc Trường Uyên! Lâm Nguyễn Bạch chỉ biết gào thét trong im lặng, còn tuyệt vọng hơn cả khoảnh khắc suýt bị chà đạp ban nãy. Cô chẳng thể làm gì,
chỉ biết dương mắt nhìn chúng tay đấm chân đá, liều mạng hành hạ anh. Còn cả những cây gậy sắt đó cũng trút xuống như mưa. Từng tiếng hự vang lên, không biết anh đã gãy mấy cái xương rồi. Hoắc Trường Uyên nằm gục dưới đất, cơ thể cao 1m86, lúc này cong lại như một con tôm. Nhưng dù là vậy, anh vẫn không kêu một tiếng, càng không chịu hạ mình, như sợ cô lo lắng, cũng như thể hiện sự cứng đầu cứng cổ của anh. Không biết cụ thể đã qua bao lâu, mỗi giây đều như giày vò. Gã hung tợn bỗng nhiên quay đầu báo lại: "Đại ca, hình như nó sắp bắt thở rồi." Nghe thấy vậy, Lâm Huyền Bạch cảm thấy trước mắt tối đen, suýt nữa thì ngất xỉu. Tầm nhìn bị nhòe đi bởi nước mắt, cô nhìn thấy Hoắc Trường Uyên bò dưới đất với một tư thế rất nhọc nhằn, cả khuôn mặt úp xuống sàn, có vẻ không thể cử động được nữa. Trái tim cô thắt lại, bị thương dâng lên tận cùng. Lâm Huyền Bạch liếc nhìn gã lùn, nhân lúc hắn không chú ý, bèn giẫm một cái rất mạnh lên bàn chân hắn. Lực cầm dao của hắn chột nhẹ đi, cô tranh thủ bỏ chạy, bất chấp nỗi đau bị lưỡi dao cứa qua, lao về phía Hoắc Trường Uyên như phát điên. Khi cô tới gần anh, mấy gã còn lại tiến lên định tóm cô. Nhưng trong khoảnh khắc, Hoắc Trường Uyên vốn đang nằm im bỗng gượng dậy, cầm gậy sắt tấn công đối phương. Như dồn tất cả căm hận thành sức mạnh, anh bảo vệ cô sau lưng mình, khiến bốn gã đều ngã xuống đất, một trong số đó thậm chí đâm sầm vào tường, ngất xỉu. Gã lùn bực dọc kêu một tiếng, vớ lấy con dao, lao về phía Hoắc Trường Uyên. Lúc này hai bên trái phải của Hoắc Trường Uyên đang bận đối phó với hai gã khác, không thể chú ý được. Con dao đó chỉ vài phân nữa là găm vào lưng anh. Còn chưa nghĩ được cần phải làm gì, Lâm Huyền Bạch đã tự hành động theo bản năng, chặn ngay phía trước anh. Nhưng con dao không đâm được vào người cô, mà bị giữ lại ở cách cô vài phân, vì Hoắc Trường Uyên đã kịp thời phát hiện, quay người cầm chặt nó bằng tay không. Máu ban đầu chỉ có một giọt, sau đó thành hai giọt, ba bốn giọt, cuối cùng chảy xuống thành dòng. Cho dù không còn đứng vững được nữa, cả người Hoắc Trường Uyên vẫn toát ra một sự ngang ngạnh. Ánh mắt anh đỏ sọng lên, anh nắm chặt lưỡi dao, găm nó vào lòng bàn tay, không để gã lùn tiếp tục xông tới nữa. Chính vào lúc này, bỗng nhiên có một quả bom khói được bắn vào trong, bỗng chốc trong nhà kho nồng nặc khói. "Đại ca, ngoài kia có nhiều cảnh sát lắm." Gã hung tợn nhìn thấy ánh đèn xe cảnh sát bên ngoài, hoảng hốt kêu to. Gã lùn lập tức buông con dao ra. "Còn lằng nhằng gì nữa, rút mau." Không quan tâm tới lão ngũ ngất xỉu, những kẻ khác run rẩy chui theo đường cửa sau bò trốn như chuột. Loáng thoáng có một người đàn ông trung niên quen thuộc chạy từ xa tới gần. "Trường Uyên, sao rồi?" Lục Học Lâm dẫn theo cảnh sát vội tới. Sau khi nhìn thấy cảnh này, ông quả thực choáng váng, vội hỏi. Ông giúp cô tháo dây trói, gỡ miếng rẻ trong miệng ra, rồi quay đầu hét to: "Mau gọi xe cấp cứu." Lâm Miền Bạch quỳ dạp xuống đất, khó nhọc ôm chặt Hoắc Trường Nguyên vào lòng. Lúc này khắp người anh toàn là máu, hình như đầu đầu cũng có vết thương, giống như bị ngâm trong một thùng sơn đỏ vậy. "Hoắc Trường Uyên, anh đừng hù dọa em được không?" Lâm Huyền Bạch nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi xuống mí mắt anh. Hoắc Trường Uyên gượng mở mắt, giơ tay lên, nhưng không biết chạm vào đâu mà anh đau đớn đến méo mặt. Lâm Huyền Bạch cảm giác hơi thở của anh cũng toàn là mùi máu. Cô đau lòng hỏi: "Anh đau ở chỗ nào? Khó chịu chỗ nào? Nói cho em biết đi." Hoắc Trường Uyên không trả lời cô, mà cố gắng giơ tay, từ từ cởi chiếc áo vest trên người mình xuống, rồi khoác lên người cô, che đi những chỗ rách dưới của cô. Sau đó khàn giọng nói bên tai cô hai chữ: "Đừng sợ." Trên hành lang dài bên ngoài phòng phẫu thuật, lúc này vì đã khuya, ánh đèn hắt lên tường phản chiếu thứ ánh sáng nhợt nhạt. Lâm Huyền Bạch dựa vào tường, nhìn chằm chằm cánh cửa để mấy chữ lớn: "Phòng phẫu thuật." Người thân dừng bước. Ở trong nhà kho, các cảnh sát mặc giáp ùa vào, tất cả chạy tới bắt mấy tên lưu manh đang bỏ trốn. Còn cô thì ôm Hoắc Trường Uyên. Sau khi nói xong mấy chữ đó, đôi đồng tử của anh bỗng co lại, khóe miệng trào ra một dòng máu tươi. Sau đó anh từ từ nhắm mắt lại. Lâm Huyền Bạch đi cùng anh lên xe cấp cứu. Dọc đường nhìn hai bác sĩ khẩn trương cấp cứu cho anh. Sau khi tới bệnh viện, họ đẩy anh thẳng vào phòng mổ. Xương sườn thứ 6, thứ 9, thứ 10 bị gãy, chảy máu trông nghiêm trọng.
Lâm Uyển Bạch run rẩy nhắm mắt lại. Đừng sợ, giọng giọng khàn ấy vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Lúc đó khắp người anh toàn là máu, đến hơi thở cũng khó khăn, nhưng vẫn nói với cô câu ấy. Lâm Uyển Bạch lặp đi lặp lại hai chữ ấy trong lòng, ép bản thân không được sợ hãi. Anh sẽ không sao cả, nhất định không sao cả. Sau khi sắp xếp xong phía cảnh sát, Lục Học Lâm cũng trở về phòng mổ. Ông thấy cô gấp người dính không ít máu, nhưng nếu nhìn kỹ mới phát hiện trên mé phải cổ cô có một vết thương đang chảy máu rõ ràng. Cháu cũng bị thương rồi. Nghe thấy vậy, Lâm Miền Bạch giơ tay sờ lên cổ. Đó là lúc cô nghĩ Hoắc Trường Nguyên đã tắt thở, bèn bất chấp nguy hiểm lao qua. Tuy rằng gã đàn ông lơ đễnh, nhưng lưỡi dao vẫn cứa qua da thịt cô. Trong xe cấp cứu, suốt cả quá trình cô đều cúi đầu lo lắng cho anh, vốn không quan tâm chuyện gì khác. Lục Học Lâm thấy máu chưa cầm được, vội nói tiếp. Hình như vết cứa khá sâu. Đừng nặng nề nữa, mau đi băng bó. Không cần đâu ạ, cháu không sao. Nhưng Lâm Miền Bạch lắc đầu, rất bướng. Cháu phải ở đây với anh ấy. Thấy vậy, Lục Học Lâm cũng không khuyên nữa, mà gọi một cô y tá qua băng cho cô. Cảm ơn chú. Lâm Miền Bạch cảm kích. Đừng khách sáo với chú. Lục Học Lâm khoát tay rồi nói. Phía cảnh sát chú đã có lời. Sau khi Trường Uyên mổ xong, họ mới tìm cháu lấy lời khai. Lâm Miền Bạch gật đầu, đang định nói cảm ơn nhưng lại nuốt về. Vì là vết dao, lúc băng bó sẽ hơi đau một chút. Cô y tá trẻ sợ cô đau, bèn đặc biệt dặn dò cô nhẫn nhịn. Nhưng cô chẳng có phản ứng gì, chỉ mải miết nhìn vào cánh cửa phòng mổ. Sau khi băng xong, cô y tá dặn dò mấy việc cần chú ý, rồi cầm hộp bông rời đi. Ngay sau đó, một giọng đàn ông trung niên vang lên. Chú Lục. Lâm Huyền Bạch nhìn qua, nhìn thấy Hoắc Trấn mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn đi tới. Có vẻ như vì tới vội vã nên cổ áo còn mấy nút chưa đóng hết. Gương mặt thường ngày nghiêm nghị lúc này cô hơi sốt sắng. Đi bên cạnh là người vợ Phạm Ngọc Trân. Lục Học Lâm đứng lên vội tiến tới. Anh Hoắc. Chính ông gọi điện thoại cho Hoắc Trấn. Dù sao ông cũng là người làm cha mẹ, con cái gặp chuyện nhất định phải thông báo cho người thân. Trung Uyên, Trung Uyên sao rồi? Đang mổ trong kia sao? Hoắc Trấn cũng vội hỏi. Vâng. Lục Học Lâm gật đầu rồi vội vàng vỗ về. Anh Hoắc, anh cứ bình tĩnh. Chuyện này là sao? Sao bỗng dưng lại bị đưa tới bệnh viện rồi làm phẫu thuật nữa? Hoắc Trấn chưa biết rõ nguyên nhân. Sự tình là thế này. Chiều nay cô Lâm bị người ta bắt đi trước cửa quán cà phê, xác nhận là bắt cóc. Sau khi tìm được địa điểm, Trường Uyên lái xe qua đó trước. Vì đối phương đông hơn nên trong lúc cứu người đã xảy ra một số xung đột. Trường Uyên bị thương khá nặng, tới bệnh viện được đẩy vào cấp cứu luôn. Lục Học Lâm kể ngắn gọn lại một lượt. Bây giờ tình hình ra sao? Hoắc Trấn hỏi. Trước mắt chưa lạc quan lắm, có rất nhiều vết thương nặng, xương sườn số 6, 9, 10 bị gãy. Bên trong xuất hiện, ngực bị chèn ép nên thở rất khó khăn. Nhưng bác sĩ nói sẽ cố gắng cứu chữa. Sau khi nghe được câu trả lời của Lục Học Lâm, cả người Hoắc Trấn chợt lảo đảo. Ông à, ông không sao chứ? Cẩn thận huyết áp của ông. Người vợ đứng bên lo lắng đỡ lấy Hoắc Trấn. Bà ấy rút hộp thuốc hạ huyết áp luôn mang theo bên người, đổ ra hai viên rồi đưa cho Hoắc Trấn. Uống xong, Hoắc Trấn bình tĩnh lại, ngạc nhiên lên tiếng. Bắt cóc. Đúng vậy. Tình hình cụ thể hiện tại phía cảnh sát đang điều tra. Lục Học Lâm thở dài gật đầu. Hoắc Trấn quay sang, chú ý thấy Lâm Hiền Bạch đang đứng dựa vào tường. Cô khoác chiếc áo vest nam giới trên người, bên trên dính đầy máu. Dù tối màu cũng vẫn nhận ra, lúc này máu đã khô, trông lại càng đáng sợ. Hai tay cô cũng đỏ thẫm, ngoài vết thương trên cổ được băng lại ra, không thấy còn vết thương nào khác. Vì cô hả? Hoắc Trấn hiểu ra, chất vấn. Mí mắt Lâm Miền Bạch run lên, cô không phủ nhận. Bây giờ Trường Uyên bị thương nằm trong kia đều là vì cô. Hoắc Trấn lập tức phẫn nộ, sải bước tiến tới, gần như chỉ thẳng vào mũi cô mà chửi. Sao cô như bóng ma bám mãi không tha thế à? Bây giờ Trường Uyên gian đông nỗi này cô đã hài lòng chưa? Cô cút đi cho tôi, cút ngay lập tức. Chỗ này không cần cô, đừng xuất hiện ở trước mặt tôi. Cút đi cho khuất mắt tôi. Lâm Hiền Bạch bặm môi lại,
Cô điếc hả? Tôi bảo cô cút, không được phép đứng ở đây. Hoắc Trấn quát to rồi giơ tay đẩy cô, liên tục lặp đi lặp lại. Cút ra ngoài cho tôi, cút ra ngoài. Nhưng Lâm Huyền Bạch bỏ ngoài tai, bướng bỉnh nhìn thẳng vào mặt Hoắc Trấn, nghiến răng nói rành mạch. Không, tôi kiên quyết không đi. Hoắc Trường Uyên đang ở đây, cô không thể đi được, cô phải đợi được anh. Lâm Huyền Bạch đã hạ quyết tâm rồi, cho dù ông ta có mắng chửi kiểu gì, nói lời khó nghe đến mấy, cô cũng mặc kệ. Hoắc Trấn càng phát điên hơn, tựa hồ một giây sau có thể gọi người tới tống cổ cô ra bệnh viện. Lục Học Lâm thấy vậy, vội ngăn cản. Anh Hoắc, có chuyện gì thì từ từ nói, bây giờ ai cũng lo lắng cho Trường Uyên. Ngồi đây đợi tạm đi, đã vào một lúc rồi, chắc chắn Trường Uyên không có chuyện gì đâu. Nói rồi, Lục Học Lâm dìu Hoắc Trấn ngồi xuống một chiếc ghế khác. Phạm Ngọc Trân cũng đứng bên thủ thỉ khuyên nhủ. Lâm Huyền Bạch vẫn đứng dựa vào tường, giữ nguyên tư thế ấy, chỉ nhìn chân chân vào phòng mổ. Từng giây từng phút trôi qua, hành lang dần yên lắng trở lại, nhưng trái tim của tất cả mọi người thì vẫn như bị treo ngược lên. Chẳng biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên một loạt những tiếng giày cao gót vội vã nện xuống sàn, vọng từ xa tới gần, nhanh chóng dừng trước cửa phòng mổ. Lâm Hiền Bạch nhìn thấy Lục Tịnh Tuyết vội vàng xuất hiện, vì đi giày cao gót nên trông cô ta càng cao ráo hơn. Cô ta chạy về phía Lục Học Lâm. Bố. Tịnh Tuyết, sao con cũng đến đây? Sau khi nhìn thấy con gái, Lục Học Lâm hơi ngạc nhiên. Bố, sao con không thể đến chứ? Trong điện thoại bố nói Trường Nguyên ở bệnh viện, con lập tức lái xe từ nhà qua đây. Lục Tịnh Tuyết trả lời rất nhanh. Thật ra sau khi thấy chồng ra khỏi nhà, Nguyễn Chính Mai thì ông mãi không trở về, nên đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại truy hỏi. Một tiếng cuối cùng, Lục Học Lâm vừa tới bệnh viện, tránh để vợ tiếp tục đoán già đoán non đã nói Trường Nguyên vào viện. Ông chưa thể về được, Lục Tịnh Tuyết ở bên cạnh cũng nghe rất rõ ràng. Lục Tịnh Tuyết nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Huyền Bạch. Sao cô lại ở đây? Lâm Huyền Bạch nhíu mày. Câu hỏi này của Lục Tịnh Tuyết mang ngữ khí kỳ lạ, thật ra rất bình thường, chỉ là bỗng dưng cô lại cảm thấy hình như không đơn giản như vậy, vì ánh mắt đối phương nhìn mình rất bất ngờ, giống như cô lúc này không thể nào xuất hiện ở đây vậy. Lâm Huyền Bạch không tiếp tục suy nghĩ, vì lúc này cô chỉ lo cho Hoắc Trường Uyên. Biết hai cô gái có thân phận nhạy cảm, Lục Học Lâm khoác vai con gái đi sang bên cạnh Hoắc Trấn. Tới động viên bác Hoắc đi. Lục Tịnh Tuyết không mấy tình nguyện nhưng vẫn đi qua, im lặng ngồi xuống ghế. Nhà đầu Tịnh Tuyết, con ngoan, cháu cũng đến rồi à? Hoắc Trấn mở mắt, thở dài. Bác Hoắc, Trường Uyên chắc chắn không sao đâu, bác đừng lo lắng. Lục Tịnh Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng. Ừ, Hoắc Trấn gật đầu. Lâm Miền Bạch thì chẳng còn tâm trạng so đo, hai tay đan chặt vào nhau, âm thầm cầu nguyện. Cuối cùng cánh cửa cũng mở rộng, bác sĩ Mổ Chính đi ra ngoài, bị họ vây quanh. Bác sĩ, tình hình sao rồi ạ? Giơ tay ra hiệu một chút, bác sĩ cởi khẩu trang mỉm cười. Yên tâm, ca mổ rất thành công, bây giờ bệnh nhân không còn nguy hiểm gì nữa. Nhưng để an toàn, lát nữa vẫn đưa tới phòng hồi sức đặc biệt để quan sát tim này. Ngày mai sẽ chuyển qua phòng bình thường. Cảm ơn bác sĩ. Dường như vào lúc này mọi người chỉ còn nói được mấy từ ấy. Rất nhanh, y tá đẩy Hoắc Trường Uyên ra ngoài. Mặt anh nhợt nhạt, cắt không hột máu, môi trắng nhợt, vóc người tuy cường tráng nhưng trong lúc này anh rất yếu ớt, có vẻ như anh mới tỉnh lại chưa lâu, mắt vẫn còn lờ đờ. Trường Uyên. Hoắc Trấn được Phạm Ngọc Trân và Lục Tịnh Tuyết đỡ hai bên trái phải, nhanh chóng tiến tới. Hoắc Trường Uyên không nhìn họ mà xuyên qua khe hở im lặng nhìn Uyển Uyển của anh, sau đó chậm rãi giơ tay lên. Anh nhíu mày rất rõ ràng, chắc chắn là rất đau, nhất định chỗ nào cũng đau. Lâm Huyền Bạch hai mắt nhòe lệ chạy tới, nắm chặt tay anh, nhìn yết hầu của anh trượt lên trượt xuống. Cô biết anh muốn nói gì, nước mắt lã chã rơi. Cô nghẹn ngào. Hoắc Trường Uyên, em không sao, em không sợ đâu. Cảnh tượng ấy khiến những người xung quanh đều tự động làm nền. Họ nhìn nhau coi như không còn ai khác, khiến người ta bất giác im bặt. Cũng không ai tiến lên ngăn cản, vì không chỉ cô nắm chặt tay anh, Hoắc Trường Uyên cũng gắng sức nắm tay cô. Lâm Huyền Bạch theo anh vào phòng ICU. Hoắc Trấn định nói gì nhưng lại thôi,
có điều sắc mặt rất khó coi. Phạm Ngọc Trân cẩn thận vuốt lưng cho ông ta. Lục Tịnh Tuyết cũng không dễ chịu hơn là bao, móng tay đã găm sâu vào lòng bàn tay. Lục Học Lâm nhìn theo bóng hai người xa dần, nét mặt chợt mơ màng như chìm vào một đoạn ký ức nào đó. Một cô gái trẻ khi cười lên xinh đẹp kiểu diễm như đóa hoa. Dịp du xuân, họ ra ngoại thành leo núi. Giữa chừng ông không cẩn thận ngã từ lưng chừng núi xuống, chân phải đập vào tảng đá to bị gãy. Cô gái sợ hãi bật khóc nói không rõ được câu nào. Ông vội vàng an ủi, bảo người ấy đừng sợ hãi. Khi nhìn thấy ông đau tới đổ mồ hôi, người ấy gạt nước mắt, liên tục nói: em không sao, em không sợ đâu. A Lâm, anh cũng đừng sợ. A Lâm, giọng nói dịu dàng ấy như vẫn văng vẳng đâu đây. Lục Học Lâm như bị đả kích bởi nỗi đau từ hơn 20 năm trước, không sao thở nổi. Hoắc Chấn bỗng nhiên giơ tay ôm đầu, người vợ vội quan tâm: ông không sao chứ? Lục Học Lâm hoàn hồn lại, bình tĩnh đi qua nói: anh Hoắc chắc bị kích động quá nên về nhà nghỉ ngơi trước. Trường Nguyên đã mổ xong xuôi, cũng không còn gì đáng ngại. Tối nay ở lại phòng ICU cũng không cần quá nhiều người. Để anh ấy về nhà nghỉ đi, ngày mai lại qua. Chú Lục, hôm nay chú cũng vất vả rồi. Phạm Ngọc Trân cảm kích: chị dâu khách khí rồi, giúp được gì em rất vui. Lục Học Lâm mỉm cười. Nhìn bóng họ đi khuất, ông quay mặt về phía con gái đứng đờ người tại chỗ, đang nhìn phòng ICU đăm đăm. Ông vỗ vai: Tịnh Tuyết, chúng ta cũng về thôi. Đêm hôm con đi xe về một mình bố không yên tâm. Ngồi xe bố về nhà. Bố! Lục Tịnh Tuyết kêu một tiếng oán trách, có vẻ như hờn giận vì ông giúp người ngoài. Đi thôi. Lục Học Lâm thở dài, khoác vai cô ta đi về phía thang máy. Đêm càng lúc càng đậm. Lâm Nguyên Bạch ở bên Hoắc Trường Uyên trong phòng ICU. Cô ngồi lên ghế, cho dù mí mắt nặng trĩu cũng không muốn ngủ, nhìn anh chăm chú. Tay phải của anh cắm ống truyền dịch, lòng bàn tay trái để mở, quấn nhiều lớp băng chồng chéo. Cho dù che đi rồi, cô vẫn tưởng tượng được sự kinh hãi ấy. Vì trước khi xe cấp cứu tới nơi, đã nhìn thấy con dao trượt khỏi tay anh. Lòng bàn tay anh be bét máu, không nhìn rõ hình dạng, sâu tới mức lộ cả xương. Anh như vậy chẳng qua là sợ cô bị thương. Lâm Huyền Bạch cẩn thận nâng tay anh lên, chân thành như một con chiên ngoan đạo. Cả đêm không ngủ, sáng hôm sau khi mà trời mới lên, cô cảm nhận được bàn tay ấy hơi động đậy. Cô vội ngẩng đầu, Hoắc Trường Uyên đang từ từ mở mắt ra, nhìn cô. Hoắc Trường Uyên, anh tỉnh rồi sao? Những giọt nước mắt của Lâm Huyền Bạch cứ thế trào ra. Anh làm em sợ hết hồn. Nhưng Hoắc Trường Uyên không trả lời ngay, mà nhìn cô mấy giây rồi khàn giọng hỏi: cô là ai? Hoắc Trường Uyên, anh... Cả người Lâm Huyền Bạch cứng đờ. Anh nhìn cô xa lạ như vậy. Đầu anh cũng quấn băng vì bị mấy thanh sắt đánh trúng. Không lẽ vì nguyên nhân này anh lại không nhớ cô là ai như lần gặp mặt sau 4 năm. Trong lúc Lâm Huyền Bạch hoang mang bối rối, cô nghe thấy tiếng anh cười khẽ. Chọc em đây. Hoắc Trường Uyên gượng cười, giơ bàn tay bị thương lên, nhíu mày, gắng sức lau nước mắt cho cô. Thấy em khóc, anh đau lòng lắm. Nghe xong lời anh nói, cơn tức ngực của Lâm Huyền Bạch chợt nhẹ bẫng, nhưng sau đó lại càng nhiều nước mắt trào ra. Cô không kiềm chế được những dòng nước mắt mặn chát ấy, giống như muốn chảy hết nước mắt cả đời vậy. Anh cố tình muốn trêu chọc, chẳng qua là thấy cô xị mặt ra, muốn để cô thả lỏng tâm trạng một chút. Nhưng lúc này anh đang yếu ớt nằm trên giường, những chỗ nhìn thấy được hầu như đều băng bó. Sau khi tỉnh dậy, có lẽ là đau khắp người, nhưng anh lại không chút để ý, ngược lại còn an ủi cô, sợ cô lo lắng. Lâm Miền Bạch sụt xịt mũi. Hoắc Trường Uyên, sao anh ngốc như vậy chứ? Nói ai thế hả? Hoắc Trường Uyên nhào mắt lại đầy nguy hiểm. Cho dù mặc đồ bệnh viện, sắc mặt cũng trắng nhợt ra, nhưng anh vẫn thoát ra một sự uy quyền khó nói. Đương nhiên là nói anh rồi. Mí mắt Lâm Huyền Bạch còn vương lệ. Cô nghẹn ngào. Sao anh lại ngốc đến mức để chúng mặc sức đánh? Bảo anh đứng im là anh đứng im luôn.
Hai chúng ta rốt cuộc ai mới ngốc đây? Nghe xong, Hoắc Trường Nguyên nhướng mày, liếc nhìn cô. Em đang bị dao kề cổ, nếu anh còn động đậy, lỡ hắn cứa cổ em thật thì sao? Nhưng nếu anh bị chúng đánh chết thì phải làm sao? Sớm biết như vậy, lúc đó anh không nên xông vào, đợi cảnh sát đến rồi tính chứ. Nói tới cuối cùng, nỗi sợ hãi khiếp đảm của Lâm Huyền Bạch dường như lại dội về. Lúc đó khi lao qua, cô thực sự rất sợ hãi. Anh dường như đã tắt thở, giống như lời mấy tên lưu manh đó. Có một khoảng thời gian cô rất tự trách, trách mình không nên vứt di động lại, bằng không anh đã chẳng bị đánh thừa sống thiếu chết. Vậy sao được? Hoắc Trường Uyên nhíu mày ngắt lời cô. Cho dù lúc này giọng anh khàn và yếu, sự quyền thế bên trong cũng không hề thuyên giảm. Em là người con gái của anh, vĩnh viễn chỉ có mình anh được chạm vào. Mí mắt Lâm Huyền Bạch run rẩy, dòng lệ lại lan tràn khắp mặt. Nhìn thấy vậy, Hoắc Trường Nguyên thở dài. Được rồi, đừng khóc nữa. Uyển Uyển, nghe lời, khóc nhiều dễ mù mắt đấy. Lâm Huyền Bạch phì cười vì thái độ có phần nghiêm túc của anh. Câu này nghe ở đâu ra không biết. Thấy cô cố gắng ép nước mắt vào trong, không khóc nữa, Hoắc Trường Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh xoa đầu cô như khen ngợi một con cún cưng. Như vậy mới ngoan, đừng khiến anh đau lòng. Ừ, Lâm Huyền Bạch ngoan ngoãn gật đầu. Sắp như làm bằng nước rồi. Sao nhiều nước mắt quá vậy? Bị anh chọc đến mức hơi xấu hổ, Lâm Huyền Bạch nhanh chóng rút ra một tờ giấy, lau hết nước mắt đi. Sau đó nhớ ra chuyện gì vội hỏi. Hoắc Trường Uyên, anh có đói không? Không biết tỉnh dậy có ăn được gì không? Để em đi hỏi bác sĩ nhé. Hơn nữa bác sĩ cũng nói là nếu như anh tỉnh dậy thì có thể chuyển qua phòng bệnh thường. Ừ. Sau đó Lâm Huyền Bạch lập tức đứng dậy đi gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra kỹ càng lại không thấy có gì đáng ngại, anh lập tức được chuyển qua phòng bệnh cao cấp độc lập. Lúc này sức khỏe của anh vẫn khá yếu, chỉ miễn cưỡng ăn được chút đồ lỏng. Lâm Huyền Bạch ra căng tin bệnh viện mua cháo cho anh, đút cho anh ăn xong, đỡ anh nằm xuống mới được một lúc. Cho đến trưa anh đã thiếp đi rồi, có lẽ vì cũng đã tốn nhiều sức lực. Cô giống như tối qua ngồi trực bên cạnh như một pho tượng, yên lặng nhìn anh. Giữa chừng có hai cảnh sát qua lấy lời khai, Lâm Huyền Bạch hợp tác kể lại mọi chuyện một lượt. Có điều trong lúc tường thuật, hai bàn tay nắm chặt của cô vẫn còn hơi run. Sau khi tiễn cảnh sát đi khỏi, Lâm Huyền Bạch nhìn giờ, thấy đã tới lúc rút bình truyền dịch, bèn chuẩn bị đi gọi hộ lý. Vì mở cửa phòng bệnh, cô nhìn thấy ngoài hành lang có một bóng dáng thướt tha quen thuộc, trông có vẻ như vội vã tới đây, sắc mặt còn hơi cuống quýt, đang túm lấy một bác sĩ đi ngang qua đi hỏi số phòng. Cô! Lâm Huyền Bạch gọi một tiếng. Nhìn thấy cô, Hoắc Dung lập tức thả người kia ra, rảo bước tiến tới. Giao Khải Trắng, cô vừa đi công tác về, lập tức qua đây ngay. Trường Uyên sao rồi? Không sao rồi ạ, anh ấy vừa mới ngủ. Lâm Huyền Bạch quay đầu nhìn giường bệnh và trả lời. Hoắc Dung thở phào, cũng yên tâm phần nào. Sau đó bà nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ánh mắt quan tâm hỏi han. Sao Khải Trắng, cháu vẫn ổn chứ? Vâng, cháu ổn, cô đừng lo lắng. Lâm Huyền Bạch cảm động lắc đầu. Hoắc Dung liếc nhìn cô, thấp thầm nói. Cô không lo lắng được sao? Nghe xong chuyện này, cô hết hồn hết vía, thực sự quá nguy hiểm. Sao bây giờ xã hội thiếu an toàn vậy chứ? Lâm Huyền Bạch an ủi mấy câu rồi dặn dò. Cô à, cô vừa đi công tác về chắc còn rất mệt, cô vào trong ngồi đi, cháu đi gọi hộ lý. Hay là thôi đi. Hoắc Dung không bước vào mà đẩy tay cô. Giao Khải Trắng, cô thấy sắc mặt cháu tệ như ma vậy, cháu mới nên vào phòng nghỉ ngơi, để cô đi gọi cho. Vất vả cho cô rồi. Lâm Huyền Bạch không thoái thác được, đành gật đầu. Nhìn theo bóng Hoắc Dung khuất ở góc rẽ, cô đang định quay vào trong thì lại thấy một người đàn ông trung niên mặc đồ Tôn Trung Sơn đi tới từ một phía khác, trông cực kỳ nghiêm nghị, không nói không cười. Lâm Huyền Bạch khẽ nhíu mày, bước chân của người ấy rất nhanh, chớp mắt đã đi tới cửa phòng. Có lẽ Hoắc Trấn đi từ chỗ bác sĩ qua đây, lao thẳng về phía cô. Trông ông già đi hẳn chỉ sau một đêm,
tuy mặt mày khó chịu không lộ nhiều cảm xúc, nhưng có lẽ rất lo lắng cho con trai. Lúc này Lâm Mềm Mày không muốn tính toán nhiều với đối phương, bèn lên tiếng gọi. Chủ tịch Hoắc, sao cô vẫn còn ở đây? Nhìn thấy cô, sắc mặt Hoắc Chấn lập tức tệ đi. Ông chỉ tay vào mặt cô những lúc tối hôm qua. Tối qua tôi bỏ qua, bây giờ cô vẫn ở lì ra đây làm gì? Hoắc Trường Uyên cần tôi. Lâm Mền Bạch cuộn chặt tay lại. Cần cô? Hoắc Chấn cười khẩy, cơn giận bùng cháy. Cô đúng là nói khoác không biết ngượng. Sao lại có loại phụ nữ khó dứt như cô nhỉ? Bám ra như đỉa vậy. Lẽ nào cô hại Trường Uyên còn chưa đủ sao? 4 năm trước vì cô, trên đường ra sân bay nó bị tai nạn. 4 năm sau lại là vì cô, nó bị đưa vào phòng phẫu thuật, người đầy máu. Cô đúng là đồ yêu tinh hại người. Lâm Hiền Bạch cắn chặt môi, bỏ qua những ân oán trước kia. Với tư cách người làm cha, những lời chỉ trích của Hoắc Chấn cô có thể chấp nhận. Sau một hồi kích động, Hoắc Chấn cũng tốn nhiều sức, thu tay về đặt lên ngực. Cô Lâm này. Sau mấy giây, Hoắc Chấn mới nói tiếp. Những lời cô nói ở quán trà lần trước tôi vẫn còn nhớ. Có phải chỉ cần tôi chịu xin lỗi cô thì cô sẽ bỏ qua cho con trai tôi không? Vậy được, bây giờ tôi sẽ xin lỗi cô. Dứt lời, trong ánh mắt sừng sốt của cô, Hoắc Chấn thực sự cúi khom một góc 90 độ giống như lời ông nói. Xin lỗi cô, cô Lâm. 4 năm trước tôi lấy đậu đậu đi là lỗi của tôi. Hoắc Chấn giữ nguyên tư thế đó, nói rành mạch từng chữ với ngữ khí áy náy. Cả cuộc đời ông xưa nay luôn cao ngạo, được người ta lấy lòng đã quen. Cho dù là lỗi của ông cũng chỉ có chuyện ông răn dạy người khác, chứ không ai dám nói nửa lời. Có thể ông chưa từng xin lỗi ai bao giờ, hơn nữa lại còn với thái độ hạ mình như vậy. Lâm Hiền Bạch hơi bất ngờ, vô thức lùi về sau nửa bước. Sau khi xin lỗi, Hoắc Chấn đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào mắt cô và nói tiếp. Như vậy đã được chưa? Bây giờ coi như tôi cầu xin cô, tránh xa con trai tôi ra một chút được không? Cô cút đi cho tôi. Tiếng cuối cùng của Hoắc Chấn gần như phẫn nộ thét gào. Trên hành lang có rất nhiều người đi qua đi lại, đều lần lượt tò mò nhìn về phía họ. Sắc mặt Lâm Miền Bạch hơi tái đi, cô cắn chặt môi, nhìn ánh mắt trừng trừng như nhìn kẻ thù của Hoắc Chấn. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Trường Nguyên vẫn đang nằm ngủ trên giường qua cửa kính, cúi đầu trầm ngâm vài giây rồi sải bước đi về phía thang máy. Nhìn thấy cô đi vào thang máy rồi, Hoắc Chấn mới hài lòng, hừ một tiếng lạnh lùng nhưng vẫn chưa hết tức giận. Hoắc Trường Nguyên không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy. Bên ngoài mặt trời đã ngả về tây. Sau khi mở mắt ra, người đầu tiên anh nhìn thấy là Hoắc Dung đang ngồi bên cạnh giường gặm táo, nhai rồm rộp. Nghe thấy động tĩnh, Hoắc Dung vội vàng nhìn về phía anh. Trường Uyên, cháu tỉnh rồi à? Hoắc Trường Uyên cười gượng, không mấy bất ngờ. Ủa, cô tới rồi sao? Lúc cô nhận được tin, vẫn còn đang đi công tác, giờ mới cuống cuồng quay về, suýt nữa thì hết hồn hết vía. Hoắc Dung ném lõi táo vào thùng rác, mắng thẳng. Cái thằng khốn này, sau này cháu không được làm vậy nữa nhé. Cháu mà có mệnh hệ gì thì phải làm sao? Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, cô chỉ biết trông cậy cháu phụng dưỡng tuổi già thôi. Câu này mà để chị họ nghe được thì chắc sẽ phát rồ mất. Hoắc Trường Uyên chậm rãi nói. Hoắc Dung nghe xong bực dọc chọc vào cánh tay bị thương của anh. Nghe thấy anh đau đớn suýt xoa một tiếng, bà mới coi như bỏ qua cho anh. Ngừng một chút, bà lại nhíu mày nói. Không chỉ mình cô, trưa nay cả anh trai cô cũng tới rồi. Hoắc Trường Uyên cũng ý thức được có điều gì khác lạ. Anh nhìn quanh phòng bệnh một lượt, không thấy bóng dáng Thanh Mảnh kia đâu. Uyển Uyển đâu ạ? Hoắc Dung khó xử nhún vai. Con bé bị bố cháu đuổi về rồi. Hoàng hôn bao trùm quanh biệt thự. Trong bếp, thím Lý đeo tạp dề chuyển một chiếc ghế con ra ngồi trước bếp ga, vừa lật sờ tờ báo, vừa thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn nồi canh gà đang được hầm bằng lửa nhỏ. Sau khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa ra vào, bà vội vàng đặt tờ báo xuống đi ra ngoài. Vì thấy người xuất hiện, thím Lý chợt sững sốt. Vì Hoắc Trường Nguyên còn mặc nguyên bộ đồ bệnh viện trên người, trên cũng là đôi dép lê của bệnh viện,
trông anh có vẻ bị thương khá nặng, trán và tay đều được băng kín mít, hơn nữa bước đi cũng nặng nhọc. Trên mu bàn tay phải còn nhìn rõ mắt kim còn mới, tụ máu sưng to lên thành cục. Tối qua cả hai người họ đều không về nhà. Cô Lâm gọi điện thoại về dặn bà dỗ tiểu thiếu ra đi ngủ, nhưng tình hình cụ thể ra sao thì không nói. Thiếu Lý còn nghĩ họ chạy ra ngoài hưởng thụ thế giới của hai người rồi. Hơn nữa lúc tối, tiểu thiếu gia biết tin này cũng không cố chấp như mọi lần, còn gặng hỏi bà có phải để họ ra ngoài ngủ thì sẽ nhanh có em gái hay không. Thiếu Lý tầm tuổi này rồi bị hỏi đến đỏ mặt, thầm lầm bầm trong bụng. Thành niên bây giờ đúng là... Chỉ là không ngờ cậu chủ lại mặc đồ bệnh viện trở về, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thiếu Lý ra bước tiến lên. Cậu... Hốc Trường Uyên chống tay vào tường mà đi, hỏi thẳng. Thím Lý, Uyên Uyên về rồi phải không? Papa. Bánh bao nhỏ ôm một mô hình ô tô chạy ra ngoài. Sau khi nhìn thấy diện mạo của Hốc Trường Uyên, thằng bé bị dọa, hai con mắt to cứ thế tròn xoe. Nó nhìn anh chằm chằm và hỏi, Papa bị sao thế ạ? Bố không sao. Hốc Trường Uyên vỗ về con trai rồi hỏi tiếp, Thím Lý, Uyên Uyên đâu rồi? Không đợi Thím Lý lên tiếng, bánh bao nhỏ đã tranh trả lời trước. Uyển Uyển đang ở trong phòng ạ. Cô ấy bảo bà bảo cứ ngồi ngoài phòng khách chơi. Hình như cô ấy đang dọn đồ. Nghe được mấy chữ cuối cùng, gương mặt Hoắc Trường Nguyên biến sắc. Bất chấp cơ thể khó nhọc, anh buông tay ra khỏi tường, xoài rộng bước chân đi lên gác. Anh lao thẳng về phía phòng ngủ, cánh cửa chỉ khép hờ. Hoắc Trường Nguyên giơ tay đẩy nhẹ là bật mở. Lâm Miền Bạch ngồi quay lưng về phía anh, cúi đầu, mái tóc dài che đi biểu cảm của cô. Còn trước mặt cô là một chiếc vali. Lồng ngực anh bỗng nhiên như bị co thắt, cảm giác sợ hãi phải đánh mất lan ra khắp tứ chi, đến mức cảm xúc của anh hơi thất thường. Hoắc Trường Uyên từ phía sau túm lấy cánh tay cô, kéo cô dậy. Lâm Miền Bạch, em đang làm gì vậy? Lâm Miền Bạch dường như bị giật mình, sững sờ nhìn anh. Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt liên tục, lồng ngực cũng phập phồng lên xuống, ánh mắt u ám. Bố anh đã nói câu gì khó nghe bắt em lùi bước phải không? Em đã định bỏ anh mà đi phải không? Lần này sẽ là bao lâu? 4 năm hay 10 năm? Hoắc Trường Uyên. Có vẻ như lúc này Lâm Miền Bạch mới hoàn hồn lại. Cô chỉ tay vào anh rồi lập tức nhíu mày. Sao anh lại chạy về đây? Anh phải ở bệnh viện chứ? Anh điên rồi sao? Anh gãy 3 chiếc xương sườn, bây giờ phải nằm yên nghỉ ngơi. Anh đang hỏi em. Em không cần anh. Không cần con trai nữa sao? Hoắc Trường Nguyên nhìn cô chân chân, dồn ép cô tới chân tường. Em nói vậy khi nào chứ? Lâm Hiển Bạch ngơ ngác vì cơn phẫn nộ khó hiểu của anh. Em còn cần nói sao? Hoắc Trường Uyên liếc về phía chiếc vali, quát khẽ. Em không hề. Lâm Huyền Bạch bày ra nét mặt khó hiểu, rồi ngẩn người lắc đầu. Em thực sự không có ý đó. Ngẩng đầu lên, bấy giờ cô mới nhìn ra ánh mắt như bị mây đen bao phủ của anh, khóa chặt lấy cô không chút buông lơi, giận dữ cũng viết rõ lên từng nét mặt. Dần dần hiểu ra anh lo lắng điều gì, Lâm Huyền Bạch bất giác phì cười. Trời đất, anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Dưới ánh mắt như ăn thịt người của anh, cô từ từ nắm lấy tay anh, đan 5 ngón tay của mình với tay của anh. Cô dựa sát vào người anh hơn, ngước lên như một đứa trẻ, dịu dàng thủ thỉ. Hoắc Trường Uyên, em sẽ không bao giờ rời anh nữa. Em sẽ mãi mãi ở bên anh, kiên trì, vĩnh viễn. Tuy anh không nói gì, cả người chỉ căng ra một cảm xúc giận dữ, nhưng Lâm Miền Bạch hiểu thật ra anh đang lo lắng. Nếu không đã chẳng mặc nguyên bộ đồ bệnh viện, bất chấp tình trạng sức khỏe của bản thân để chạy về nhà như thế này. Thật không biết dọc đường anh chạy từ bệnh viện về đây, người ta liệu có nghĩ anh là bệnh nhân tâm thần không nữa. Càng nghĩ vậy, cô suýt nữa không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng. Nói ra những lời xến xẩm như vậy, Lâm Miền Bạch ít nhiều cũng có phần xấu hổ. Hình như Hoắc Trường Nguyên hơi đờ đẫn. Sau đó anh một tay giữ bả vai cô, khẽ quát. Đây là em nói đó. Ừ, em nói. Lâm Miền Bạch đỏ mặt gật đầu. Cảm xúc u ám trên gương mặt Hoắc Trường Uyên như tan đi, nhưng anh cũng không hoàn toàn thả lỏng.
Anh liếc về phía chiếc vali. Vậy vì sao em lại bỏ đi khỏi bệnh viện? Còn chiếc vali này là ý gì? Anh nghe được lời con trai nói, sau đó đẩy cửa ra, lại nhìn thấy cô kéo chiếc vali to ra ngoài, ngồi ở đó. Trước đó cũng đã từng xuất hiện khung cảnh tương tự, thế nên anh càng nơm nớp lo sợ. Thấy anh cúi đầu xuống, Lâm Hiển Bạch lắc đầu phì cười. Anh chẳng chịu nhìn kỹ gì cả. Chiếc vali này đâu phải của em, chẳng phải là của anh sao? Nghe xong, đôi mày rộng dày của Hoắc Trường Uyên mới khẽ nhướng lên. Anh nhìn kỹ lại một chút, quả thật là vali của anh. Ban nãy tâm trạng hỗn loạn, anh còn chẳng nhìn rõ. Lâm Hiển Bạch nhẹ nhàng giải thích nguyên nhân với anh. Chỉ ít anh cũng phải ở bệnh viện một thời gian nữa, kiểu gì cũng phải sắp một ít đồ lót, thay giặt và đồ dùng hàng ngày. Ban nãy em đang ngồi xếp đấy. Còn về lý do vì sao bỏ khỏi bệnh viện thì chắc chắn là vì Hoắc Trấn rồi. Lúc đó tâm trạng của Hoắc Trấn có phần kích động, thở dốc dữ dội. Hơn nữa ông vừa trải qua việc chờ đợi ca phẫu thuật của anh tối hôm qua. Dù là sức khỏe hay cảm xúc đều không chống đỡ nổi. Cô không muốn tiếp tục đứng đó gây thêm xung đột. Hơn nữa người làm cha tới thăm con trai là lẽ thường tình, vậy nên cô đành tạm thời tránh mặt. Nghe xong, Hoắc Trường Uyên mới hoàn toàn nhẹ nhõm. Anh không nói thêm gì nhiều, chuyển từ giữ vai cô sang kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Lâm Hiển Bạch cũng cố gắng thả lỏng cơ thể, tránh động chạm tới vết thương của anh. Hai người họ lặng lẽ vỗ về nhau một lúc. Cô chợt nhớ ra điều gì, bèn ngừng đầu lên nói. À đúng rồi, ban nãy em quên nói, không những sẽ mãi mãi ở bên anh mà còn con trai nữa. Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật, đúng là biết làm tan nát bầu không khí. Lâm Hiển Bạch lại nhíu mày hỏi tiếp. Hoắc Trường Uyên, anh cứ bỏ ra khỏi viện như vậy không sao tận chứ? Không sao, có cô ở đó. Hoắc Trường Uyên uể oải gượng cười. Vậy bây giờ chúng ta còn chưa quay lại đi. Nói rồi Lâm Hiển Bạch thoát ra khỏi vòng tay anh. Tối nay anh không muốn về đó. Có điều Hoắc Trường Uyên giữ cô lại, nói thầm một câu. Lâm Hiển Bạch trợn tròn mắt, không ngờ anh lại cố chấp như vậy. Thấy cô định phản đối, anh cướp lời. Chỉ một đêm nay thôi, không sao đâu, mai anh quay lại. Cuối cùng dưới sự kiên trì đến ương bướng của anh, Lâm Hiển Bạch đành gật đầu. Thôi được rồi. Bên phía bệnh viện tạm thời có bà cô trông chừng, nhưng vẫn phải xin ý kiến bác sĩ. Quả nhiên bác sĩ quyên quyết không đồng ý. Có điều gặp đúng phải một bệnh nhân cũng không chịu hợp tác, nên đành hết cách. Sau khi từ bệnh viện trở về nhà, Lâm Hiển Bạch liền bắt tay vào nấu canh gà. Nhờ thím Ní trong nồi canh cũng đã lâu, vừa hay đã đủ nhừ để uống. Thấy papa đang bị thương, bánh bao nhỏ cũng rất ngoan ngoãn. Nó nằm bò ra giường thổi phù phù bắt canh cho anh. Có điều nhân lúc cả cô và anh không chú ý, nó vẫn cúi mặt xuống nhen nén nếm mấy miếng. Giải quyết xong bữa tối, vì bác sĩ chính bị Hoắc Trường Uyên hành đến phát đau đầu, được cô Hoắc Dung đích thân đưa tới tận nhà, truyền hết toàn bộ số thuốc yêu cầu tối nay rồi mới rời đi. Sau khi truyền xong túi nước dịch cuối cùng, cả hai cũng nằm ra giường ngủ. Lâm Hiển Bạch ngủ cùng lúc với anh, có điều vừa ngủ không bao lâu đã bắt đầu nằm mộng. Vì mới trải qua chưa lâu, dĩ nhiên trong mơ không có chuyện gì tốt đẹp. Cô mơ thấy mình ra khỏi quán cà phê, bị bắt vào trong xe. Trời tối xuống, năm tên lưu manh đầy mùi ô hộp vây quanh cô, ánh mắt dâm đãng, ngay cả tiếng cười cũng ghê người. Chúng xoa tay, bắt đầu xé rách quần áo của cô. Đừng mà, xin các người. Lâm Hiển Bạch ngồi bật dậy, sống lưng lạnh toát. Cô ngẩng đầu lên sờ soạng, mồ hôi đầm đìa túa ra trên trán. Bất kỳ cô gái nào sau khi gặp phải chuyện này cũng đều sợ hãi. Huống hồ nó vừa xảy ra chưa đầy 48 tiếng đồng hồ, thế nên quá trình sợ hãi vẫn còn như mới. Hôm qua từ lúc bắt cóc tới khi Hoắc Trường Uyên xuất hiện rồi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, mọi suy nghĩ của cô đều dồn cả vào thương tích của anh, không có chỗ để nghĩ việc khác. Bây giờ khi mọi chuyện êm xuôi, cô mới vô thức nhớ lại những hình ảnh ấy. Lâm Hiển Bạch nhắm mắt lại, ép mình nhanh chóng thoát ly khỏi cơn mơ. Cô quay đầu nhìn sang Hoắc Trường Uyên đang nằm ngửa bên cạnh, dưới ánh trăng bàng bạc. Anh nhắm nghiền mắt, trên người vẫn là bộ quần áo bệnh viện. Cô từ từ nhìn lướt xuống, dừng lại trên bàn tay anh. Vết thương trên người còn tạm, dưỡng thương một thời gian sẽ từ từ lành lại. Nhưng còn vết thương trên lòng bàn tay trái là vết dao, cho dù sau này liền sẹo, e rằng cũng khó mà nhìn rõ những đường chỉ tay của anh nữa. Nhớ lại lúc đó,
Anh rõ ràng tứ phía là địch, đứng còn không vững, nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy vẫn nắm chắc con dao. Không gian trong nhà kho tăm tối, cơ thể cao lớn của anh vững vàng như núi Thái Sơn, bình tĩnh không run sợ. Sống mũi chợt cay xè, cô vùi đầu, hôn khẽ khàng lên lớp bông băng trên lòng bàn tay anh. Bất chợt, trên đỉnh đầu vang lên chất giọng trầm. Lòng bàn tay có vết thương, hôn như vậy ngứa lắm. Hôn kiểu Pháp được không? Lâm Huyền Bạch giật mình, nuốt lên, thấy Hoắc Trường Nguyên đã mở mắt ra từ lúc nào, đang nhìn mình nửa đùa nửa thật. Nếu là bình thường, bị anh chọc ghẹo như thế, cô nhất định xấu hổ mà mặc kệ anh. Nhưng lúc này thì không, cô làm theo lời anh nói, mòn men tìm tới bờ môi của anh, sau đó hôn xuống một nụ hôn rất sâu, học cách của anh thường ngày hay làm, từ từ cậy mở hàm răng của anh. Hoắc Trường Uyên sao có thể làm phía bị động, anh nhanh chóng giữ lấy gáy cô, tự chuyển thành phía chủ động. Chỉ là trong nụ hôn sâu ấy, anh chợt nếm được vị mặn của nước mắt. Hoắc Trường Uyên tạm thời tách môi ra, sờ lên mặt cô, quả nhiên ngón tay ướt ướt. Uyển Uyển, chúng ta đã hứa là không khóc rồi mà. Lâm Hiền Bạch sụt sịt, vội vàng dụi mắt. Cô không cố tình, chỉ là trong lòng quấn quýt với anh, lại không kìm nén nổi bi thương mà rơi lệ. Cô khóc như vậy ngược lại càng khiến anh đau lòng, không thể nghiêng người được. Hoắc Trường Uyên để cô gối lên cánh tay trái không bị thương của mình, vuốt ve mái tóc cô. Có phải lúc đó rất sợ hãi không? Lâm Hiền Bạch không lên tiếng, chỉ nằm im trong lòng anh run rẩy. Lúc trợ lý Giang Phóng gọi điện tới điều tra rõ vị trí của cô, dọc đường lái xe ra ngoài ô, anh gần như nhấn chân ga tới giới hạn. Đến nơi rồi, anh phát hiện đó là khu vực đồng không bao quanh, chỉ có một căn nhà kho đã bị bỏ hoang. Ngay sau đó, Hoắc Trường Uyên nhặt được di động của cô trong bụi rậm. Anh nhảy xuống xe, đi tới gần nhà kho, mỗi bước đi đều lo lắng và run rẩy. Khi anh đá cánh cửa sắt ra, bên trong rất tối, loáng thoáng nghe thấy tiếng ú ớ mơ hồ của cô. Sau đó có 5 gã đàn ông vây quanh cô. Anh không thể biết rõ cô ra sao, vì tầm nhìn bị che khuất. Ngoài âm thanh ra, chỉ có thể nhìn thấy hai chân cô lần lượt bị hai gã đàn ông giữ chặt. Tối hôm trước họ vừa mới mây mưa vần vũ. Anh yêu thương cô, cuối cùng khi cô đã mệt mới miễn cưỡng buông tha. Vậy mà bây giờ cô lại bị đám lưu manh kia ấn dưới đất. Hoắc Trường Uyên không biết mình phải tốn bao nhiêu sức lực mới miễn cưỡng đứng vững được. Lúc đó trong lòng anh không còn suy nghĩ nào khác, chỉ có một ý nghĩ. Dù cô có bị ai ức hiếp, anh vẫn cần cô. Quyết tâm cưới cô làm vợ sẽ không gì thay đổi được. Hoắc Trường Uyên hôn dịu dàng lên mí mắt run rẩy của cô. Đã qua cả rồi. Lâm Hiền Bạch nghẹn nghẹn, giọng anh trầm thấp, len lỏi vào màng nhĩ. Sức mạnh ấm áp từ cánh tay anh truyền tới đều khiến cô từ từ bước ra những hình ảnh ác mộng ấy, không còn sợ hãi và hoảng hốt nữa. Giống như dỗ dành một đứa trẻ, anh kiên nhẫn vỗ về sau lưng cô. Đợi cô bình tĩnh lại rồi, Hoắc Trường Nguyên liếc về phía chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường. 1 giờ đêm rồi, ngủ thôi. Lâm Hiền Bạch đáp một tiếng rồi nhắm mắt lại. Có điều không bao lâu sau, cô lại tò mò mở mắt ra lần nữa. Quả nhiên anh chưa ngủ, đang chăm chú nhìn cô, có vẻ như đợi cô say giấc rồi mới ngủ. Cô vừa thấy ấm lòng, vừa thấy ngọt ngào. Không ngủ đi, nhìn anh làm gì? Hoắc Trường Uyên chạm tay lên hàng mi của cô, sau đó trong ánh mắt lóe lên một tia gian xảo. Em có nhìn anh nữa thì anh cũng không thể làm gì đó với em đâu. Lâm Hiền Bạch đỏ mặt. Cái gì với cái gì vậy? Lúc nào? Biết không nói lại được anh, cô ngượng ngập nhắm mắt vào. Vì tối qua không hề chợp mắt nên cô cũng nhanh chóng thiếp đi. Hoắc Trường Uyên đợi cho cô thở đều đều rồi mới yên tâm nhắm mắt. Sáng hôm sau, bữa sáng còn chưa ăn, Lâm Hiền Bạch đã giục Hoắc Trường Uyên về bệnh viện, dặn thím Lý đựng bữa sáng vào hộp giữ nhiệt. Bánh bao nhỏ không hề hờn dỗi, ngoan ngoãn ở nhà với thím Lý. Thằng bé tiễn họ ra tận cổng biệt thự, còn cất giọng non nớt. Ba ba bị thương rồi, bảo bảo rộng rãi lắm, có thể cho bố mượn Uyển Uyển mấy hôm. Sau khi trở về phòng bệnh, việc đầu tiên Lâm Hiền Bạch làm là gọi bác sĩ qua kiểm tra một lượt cho anh. Chắc chắn không còn gì đáng ngại, cô mới yên tâm. Việc tiếp theo là để anh nghỉ ngơi. Hoắc Trường Nguyên bị thương, tạm thời không thể tới công ty. Thế nên buổi chiều,
Giang Phóng mang theo một ít tài liệu quan trọng tới. Cũng may anh bị thương nặng bàn tay trái, tay phải vẫn có thể cầm bút. Giang Phóng tuần tự báo cáo nội dung công việc như trong văn phòng. Chỉ khác bình thường là Hoắc Trường Uyên không ngồi trên ghế tựa nghiêm nghị lắng nghe, mà vì gãy xương phải nằm nghiêng dựa vào gối, thi thoảng xoay mặt qua, há miệng cắn một miếng hoa quả đã được Lâm Hiền Bạch cắt nhỏ. Ai nói khi làm việc luôn phải tập trung chứ? Sếp à, có thể đừng thể hiện tình cảm quá mức trước mặt dân FA không? Giang Phóng nghiêm túc đứng đó, nội tâm thực ra đau khổ vô cùng. Chú ý thấy ánh mắt Giang Phóng thi thoảng ngó qua, Lâm Hiền Bạch khựng lại, có lòng hỏi: trợ lý Giang có muốn ăn ít hoa quả không? Không cần đâu, tôi no lắm rồi. Giang Phóng kiên định lắc đầu. Không cần đâu, tôi ăn thức ăn cho chó rất no rồi. Lâm Hiền Bạch hiểu, hai má hơi ửng hồng. Báo cáo xong công việc, Giang Phóng hơi ngừng lại, nhìn cô rồi mới tiếp tục nói: mấy tên lưu manh bắt cóc cô Lâm đã bị cảnh sát bắt. Một trong số chúng bị thương nặng, cũng đang nằm điều trị ở bệnh viện này. Tối qua phía cảnh sát đã thẩm vấn mấy tên còn lại, chắc sẽ điều tra rõ ràng sớm thôi. Hoắc Trường Nguyên gật đầu. Em sẽ theo sát vụ này, Giang Phóng tỏ ý. Đúng rồi Giang Phóng. Hoắc Trường Nguyên nhớ ra chuyện gì, bèn nhắm mắt lại. Có chuyện này cần cậu giải quyết một chút. Nếu bố tôi lại tới đây, cậu bảo nhân viên bệnh viện cản lại, đừng để ông ấy lên phòng bệnh. Chủ tịch Hoắc, Giang Phóng kinh ngạc hỏi. Phải. Vâng, Giang Phóng không dám hỏi thêm, vội trả lời. Lâm Huyền Bạch ngồi bên dĩ nhiên hiểu rõ lý do, cô không yên tâm nhíu mày. Hoắc Trường Uyên, như vậy có ổn không? Không có gì bất ổn hết, Hoắc Trường Uyên thản nhiên. Sợ cô lo lắng, anh nói thêm. Ông ấy cũng nhiều tuổi rồi, cứ chạy đi chạy lại ảnh hưởng sức khỏe. Hôm nào ra viện, anh sẽ về nhà thăm ông. Nghe anh nói vậy, Lâm Hiền Bạch mới gật đầu. Giang Phóng nhét tài liệu vào cặp rồi cung kính cúi đầu. Hoắc tổng, vậy em về công ty trước. Hoắc Trường Nguyên khẽ đáp. Giang Phóng chào cả cô, Lâm Hiền Bạch vội nói. Trợ lý Giang đi cẩn thận. Sau khi Giang Phóng đi rồi, cô xiên đồng thời mấy miếng hoa quả còn sót lại trong đĩa, đút nốt cho anh. Cắn đến miếng cuối cùng, vì quá nhiều nên anh phải phồng má lên. Anh không nhai ngay mà quay sang liếc cô, bất chợt hỏi: ban nãy em cứ nhìn chằm chằm Giang Phóng làm gì? Người đàn ông này, Lâm Hiền Bạch cũng không phủ nhận, tươi cười nói thật với anh. Em chỉ là tự dưng nhớ lại người nào đó lúc còn mất trí nhớ, hình như còn ghen với cả trợ lý Giang nữa. Quên rồi, Hoắc Trường Uyên gượng gạo nhếch mép. Thế hả? Lâm Hiền Bạch cúi xuống, tầm mắt vừa hay chạm phải chiếc chìa khóa nhỏ đung đưa trên cổ. Ánh nắng hắt vào, cô giơ tay chống cằm như đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì, sau đó ngẩng đầu lên, cố tình nói thật chậm rãi. Vậy anh có còn nhớ lúc ở dưới quê có người giúp em nhặt lại sợi dây chuyền này, còn tự mắng mình rất thậm tệ, là đồ đàn ông tệ bạc không? Biểu cảm của Hoắc Trường Nguyên bỗng chốc cứng đờ. Có chuyện như vậy sao? Từ từ nhớ lại thì hình như đúng là có thật. Lúc đó khi ở dưới quê anh từng nói như vậy, Lâm Hiền Bạch còn nghĩ sau này có một ngày anh nhớ lại mọi chuyện, không biết biểu cảm của anh sẽ đặc sắc cỡ nào. Bây giờ nhìn thấy sắc mặt anh đổi màu như đèn tín hiệu giao thông vậy, cô nhịn cười đến co giật khóe miệng, nhưng vẫn cố tình bồi thêm một câu. Hoắc Trường Uyên, lẽ nào cả chuyện này anh cũng quên luôn rồi? Sao Hoắc Trường Uyên chịu thừa nhận chứ? Anh ho khẽ một tiếng, trượt người nằm xuống gối, đáp bằng giọng cứng đờ. Anh bỗng nhiên buồn ngủ quá, muốn đi ngủ. Dứt lời, anh nhắm ngay mắt lại. Lâm Hiền Bạch không nhịn nổi, phì cười thành tiếng, không tiếp tục vạch trần anh nữa, cúi người cẩn thận dém lại góc chăn cho anh. Căn phòng bật điều hòa, nếu để anh bị lạnh quá thì không nên. Cô không ngồi xuống ghế nữa, định tới văn phòng của bác sĩ hỏi han một số vấn đề về đồ ăn và dinh dưỡng. Trong phòng còn có những người khác, thế nên Lâm Hiền Bạch đợi một chút. Khi cô quay về, phát hiện trong phòng bệnh xuất hiện khá nhiều người, nói chính xác hơn là có không ít bóng những thiên thần áo trắng. Lâm Hiền Bạch nghĩ là họ tới kiểm tra theo thông lệ, nhưng chẳng bao lâu sau cô đã ngửi thấy mùi bất ổn.
Hoắc Trường Nguyên lúc trước đòi ngủ, lúc này nằm nghiêng dựa vào giường, đôi mắt tối đen như miệng giếng. Anh được làm trung tâm. Hai bên trái phải giường bệnh được vây kín bởi những cô y tá trẻ. Ai nấy đều ôm một cuốn sổ trong tay, mặt nhìn anh chằm chằm. 1, 2, 3. Lâm Miền Bạch âm thầm đếm. Có tổng cộng 6 cô. Cho dù là làm kiểm tra gì đó cũng đâu cần nhiều người đến vậy. Chẳng trách ban nãy qua phòng y tá chẳng thấy mống nào. Chẳng lẽ chạy hết cả vào đây rồi? Hoắc tổng, bọn em nghe nói cả rồi. Cô y tá đứng gần Hoắc Trường Nguyên nhất lên tiếng trước. Anh không đợi cảnh sát, một mình chạy vào cứu người, lẽ nào anh không sợ chút gì ư? Ngay lập tức bên cạnh có người phụ họa theo. Đúng vậy đấy, nghe nói đám người đó đều là lưu manh. Hơn nữa trong số đó còn có một kẻ vừa ra tù chưa lâu. Đều là loại chẳng sợ chết. Một mình anh đấu lại 5 tên mà không hề e sợ. Quá lợi hại rồi. Mấy hôm trước Hoắc Trường Nguyên được đưa vào lúc tối, rất nhiều nhân viên bệnh viện đều nghĩ là đánh nhau thông thường. Vì mấy chuyện kiểu này trong bệnh viện là thường tình, thế nên mọi người đã quá quen, cũng có thể chế giễu mấy câu sau lưng. Nhưng lúc phẫu thuật có hai cảnh sát tới, tìm hiểu rõ sự tình họ mới biết vốn không phải là đánh nhau đơn thuần, mà vì cứu bạn gái bị bắt cóc, anh một mình chạy tới cứu người, lại còn một đánh năm nên mới bị thương nặng đến thế. Vậy mà anh vẫn thành công cứu được người, trở thành một đại anh hùng. Một đồn 10, 10 đồn 100, cả tầng lầu đều biết chuyện. Nhất là đám các cô y tá, quả thực khen ngợi không ngớt. Bây giờ ngoài xã hội làm gì còn mẫu đàn ông anh hùng như vậy nữa. E là chỉ còn trong chuyện với trên phim ảnh thôi. Huống hồ lại còn là một người có địa vị và ngoại hình hơn người như Hoắc Trường Uyên, càng hấp dẫn gấp đôi. Dù đã có chủ thì đã sao, vẫn không ngăn nổi bao trái tim thiếu nữ dục dịch. Anh đúng là giống nam chính phim hành động Mỹ. Đúng là chủ nghĩa anh hùng. Hoắc ca ca, anh chuẩn hero luôn. Nghe tới đây, khóe miệng Lâm Huyền Mạch khẽ giật. Ban nãy vẫn còn là Hoắc tổng cơ mà, sao chớp mắt đã chuyển thành Hoắc ca ca rồi? Nhưng cách gọi ngọt ngào này vẫn còn uyển chuyển dễ nghe hơn tiếng anh Trường Uyên của Lâm Giao Giao nhiều. Đừng nói là Hoắc Trường Uyên, cả cô nghe xong cũng thấy trái tim run rẩy. Vì anh bị vây quanh nên Lâm Huyền Bạch không nhìn rõ biểu cảm của anh. Cô nhanh chóng nhìn lướt qua mấy cô y tá. Họ đều rất trẻ, có lẽ toàn là sinh viên mới ra trường và thực tập. Trên mặt vẫn còn chút non nớt tuổi xuân. Người nhiều tuổi nhất có lẽ cũng chỉ chạc tuổi cô, lúc này đang ngam hố nhìn người bệnh. Người nào đó đúng là diễm phúc không ít. Hoắc Trường Nguyên lúc này nhíu chặt mày lại. Anh nào có ngủ được đâu. Hôm qua ban ngày cũng ngủ, ban đêm cũng ngủ. Bây giờ ngoài cửa sổ chưa còn sáng, anh chẳng buồn ngủ chút nào. Chưa là không ngờ cô lại ra ngoài. Không bao lâu sau thì có người gõ cửa. Một y tá mở hé cửa nhìn vào, nói phải đo huyết áp cho anh. Bây giờ Hoắc Trường Nguyên là bệnh nhân, dĩ nhiên phải hợp tác. Có điều anh vừa gật đầu một cái, liền lũ lượt vài ba người vào theo. Anh vốn không phải người dễ tính gì cho cam. Ở Hoắc thị có rất nhiều nhân viên nữ, không ai dám vây trước mặt anh niềm nở đón đả. Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh là tự biết đường rút lui. Vậy mà mấy cô y tá này lại không nhận ra sự bực dọc của anh. Có khi là giả vờ không nhận ra. Hero, Hoắc Trường Nguyên nhếch mép. Anh không thể hiện quá nhiều cảm xúc với lời khen này. Anh có phải anh hùng hay không, không cần người khác ban cho. Anh cũng mặc kệ họ nói gì, bởi vì anh chỉ muốn làm anh hùng của một mình Lâm Miền Bạch. Cúi đầu liếc thấy đã đo huyết áp xong, anh đang định lạnh nhạt ra lệnh đuổi khách thì chợt liếc thấy Lâm Miền Bạch đứng ngay trước cửa. Sao giờ em mới về? Hoắc Trường Nguyên nhíu mày, bực dọc lên tiếng. Thấy anh cuối cùng cũng chú ý tới mình, Lâm Miền Bạch bĩu môi, loẹt que dép đi vào. Hoắc Trường Nguyên tiếp tục. Anh muốn đi vệ sinh. Có trời mới biết anh đã phải nhịn bao lâu rồi, bị đám y tá mê trai này bám giết đến sắp bốc hỏa. Lâm Huyền Bạch vờ như không nghe thấy, cũng không nhúc nhích, cứ khoanh tay đứng đó. Lúc này y tá trưởng biết chuyện vội vã chạy tới, đuổi hết mấy cô y tá nhàn rỗi kia ra ngoài, liên tục xin lỗi. Thật ngại quá, làm phiền anh chị rồi. Dạ không sao. Lâm Huyền Bạch gượng cười, cửa phòng đóng lại, chim muông bay đi hết, cuối cùng cũng yên bình. Thấy cô vẫn đứng được ra đó, Hoắc Trường Nguyên nhướng mày. Uyển Uyển, em còn không dìu anh vào phòng vệ sinh. Anh tè dầm ra giường như đậu đậu bây giờ. Sao anh không nhờ mấy cô y tá ban nãy ấy? Lâm Huyền Bạch nói một câu chua loét. Hoắc Trường Nguyên mỉm cười, giơ tay kéo cô về phía mình, ngữ khí đầy ám chỉ.
ngoài em ra. Nơi ấy sao có thể tùy tiện cho ai khác nhìn ngó được. Lâm Uyển Bạch đỏ bừng mặt vì câu nói của anh. Bà vai được anh khoác, cô cũng sợ sẽ thực sự ép anh nhịn quá mức, nên tạm thời không tính toán thêm nữa mà dìu anh xuống giường, cẩn thận đi vào phòng vệ sinh. 4 năm trước, cô từng một lần dìu anh đi vệ sinh như thế này, coi như cũng quá thuần thục rồi. Hơn nữa với quan hệ hiện tại của họ, việc này chẳng hề gì. Chỉ có điều khi vô tình liếc xuống nơi nào đó, cô vẫn tìm đập chân run. Sau khi tiếng xả nước vang lên, cô thở phào. Cô quay lại định dìu anh về giường, nhưng vừa tới cửa, bước chân Hoắc Trường Uyên chợt khựng lại. Lâm Huyền Bạch tưởng rằng anh có chỗ nào khó chịu, vội hỏi: anh sao vậy? Thấy cô vẫn hơi đỏ mặt, Hoắc Trường Uyên rướn môi cười. Anh thấy khó chịu trong người, rất muốn tắm, nhưng bây giờ anh không được tắm đâu. Lâm Huyền Bạch bất giác nhíu mày. Hoắc Trường Uyên cúi xuống nhìn cô, ngữ khí hơi lười biếng. Bác sĩ Trần chỉ nói tạm thời không cho anh ngâm người xuống nước. Em có thể cầm khăn ướt lau người cho anh mà. Thôi được rồi. Do dự một chút, Lâm Huyền Bạch gật đầu. Từ buổi tối hôm trước bị thương đưa tới bệnh viện về đến tận bây giờ, dù là Hoắc Trường Nguyên về nhà, Lâm Huyền Bạch cũng không dám để anh chạm vào nước. Tất cả chỉ đơn giản đánh răng rửa mặt. Bây giờ thời tiết nóng đực, sắp 3 ngày liền anh không được tắm, chắc chắn rất khó chịu. Vì là phòng bệnh cao cấp nên phòng tắm rất rộng, bên trong còn có bồn tắm. Lâm Huyền Bạch bế ghế vào trong, cầm theo 2 chiếc gối tựa lần lượt để lên lưng ghế và mặt ghế để anh dựa vào cho thoải mái hơn. Cô hứng một chậu nước ấm, vắt khăn rồi bắt đầu lau lọt cho anh. Công việc này thật ra có thể nhờ y tá, nhưng Hoắc Trường Nguyên sẽ không chịu đâu. Hơn nữa cô cũng không quá muốn. Là nữ cô không thích, là nam thì nghĩ cũng cảm thấy ngất rồi. Ngoại trừ những lúc thay thuốc ở bệnh viện ra, Lâm Huyền Bạch từng thay quần áo cho anh, biết rõ trên người anh bị thương những chỗ nào. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy, cô vẫn rất đau lòng. Nhớ tới từ Hezo mà mấy cô y tá trẻ ban nãy nói, cô rất tán đồng. Anh đích thực là anh hùng của cô. Tuy rằng chỗ bị thương khiến cô rất khó chịu, nhưng những chỗ khác vẫn rất vạm vỡ. Cho dù có những vết thương chẳng chịt, nhưng mỗi múi cơ vẫn khiến người ta bị hấp hồn. Nhất là sau khi lau xong phía sau, chuyển tới phần ngực, Lâm Huyền Bạch nắm chặt chiếc khăn lông trong tay, mặt dần nóng bừng lên. Người đàn ông này 4 năm trôi qua rồi mà vẫn giữ được vóc dáng đẹp như vậy. Nếu để mấy cô y tá ban nãy nhìn thấy được, không biết còn hò hét tới mức nào. Nghĩ như vậy, cô thầm quyết định trong lòng, sau này cho dù thay quần áo cho Hoắc Trường Nguyên cũng phải vào nhà vệ sinh. Khi Lâm Huyền Bạch chuẩn bị đứng lên thì bị anh giữ lấy tay, đầu ngón tay chỉ xuống chiếc quần tứ giác duy nhất còn lại trên người. Còn một chỗ chưa lau. Anh tự làm đi. Làm gì có ai làm việc không đến nơi đến chốn như vậy chứ. Ánh mắt Hoắc Trường Nguyên gian manh, Lâm Huyền Bạch cảm giác mồ hôi đổ khắp người, hơn nữa vừa xấu hổ vừa mất mặt. Tuy rằng chưa nhìn cũng chưa sờ vào, nhưng cô vẫn rất ngại, quyết tâm không làm tiếp nữa. Cô ném chiếc khăn mặt khô cho anh. Anh có lau không? Không lau em mặc quần áo cho anh đấy. Thấy cô thực sự không định giúp, anh đành tự cầm khăn mặt lên. Nghe có tiếng cọ khăn nhẹ nhẹ, Lâm Huyền Bạch chờ đợi. Sau khoảng chục giây, cô cắn môi hỏi: xong chưa vậy? Ừ. Hoắc Trường Nguyên khẽ đáp. Nghe thấy vậy, Lâm Huyền Bạch không nghi ngờ gì, quay mặt lại. Cô suýt nữa kêu lên thành tiếng. Đúng là anh đã lau xong, nhưng hoàn toàn không buồn mặc lại quần lót, cứ thế để nơi vĩ đại đổ lộ ra ngoài. Mắt Lâm Huyền Bạch như bị bỏng đến không mở ra nổi, thế mà anh vẫn còn từ tốn nói: rơi xuống mắt cá chân mất rồi, anh không thể cúi người xuống được, không nhặt nổi. Uyển Uyển, em mặc giúp anh đi. Gãy xương sườn đúng là khó để cúi người, mấy việc này bác sĩ cũng đã dặn dò trước. Lâm Huyền Bạch đành đỏ mặt ngồi xuống trước mặt anh, cầm chiếc quần dưới mắt cá chân của anh kéo lên từng chút một. Lúc kéo tới hông, đến thở cô cũng cảm thấy khó khăn. Uyển Uyển, có phải muốn rồi không? Trên đỉnh đầu bỗng nhiên vọng tới một giọng nói trầm, mang theo 3 phần trêu chọc, 7 phần khàn đặc. Hơi thở của Lâm Huyền Bạch run rẩy, cô hoảng loạn lắc đầu. Em không. Mắt không biết đặt vào đâu vì bị anh nói trúng. Quả thật vào khoảnh khắc vừa rồi,
Trong đầu cô thực sự đã lóe lên rất nhiều hình ảnh lúc quấn quýt với anh, không ngờ lại bị anh nhìn thấu. Lâm Hiền Bạch bỗng trợn trừng mắt vì Hoắc Trường Nguyên đã nắm lấy tay cô, kéo thẳng xuống dưới. Sau khi cảm nhận được sự thay đổi, lần này không còn là cô muốn hay không nữa, mà rõ ràng là anh muốn, Lâm Hiền Bạch vẫn kéo lại một chút lý trí. Bây giờ sức khỏe của anh không được. Không sao. Lúc dướn môi, Hoắc Trường Uyên hơi dùng sức tay phải kéo cô ngồi xuống chân mình, rồi buông một câu bên tai cô. Giao lại cho em. Cô đang định lên tiếng phản bác thì cái miệng đã bị anh bịt kín. Nhiệt độ trong phòng tắm càng lúc càng cao, mặt cô cũng đỏ dần dần. Trong lúc mơ màng, cô nghĩ coi như công sức mặc quần cho anh lúc nãy đi tong. Bỗng nhiên loáng thoáng có tiếng mở cửa phòng bệnh. Lâm Hiền Bạch hoảng hốt. Làm sao đây, Hoắc Trường Uyên, hình như có người vào đây. Tiếng bước chân chỉ cách họ đúng một cánh cửa, quá rõ nét. Đừng lên tiếng. Hoắc Trường Uyên hôn cô. Kỳ lạ thật, chạy đi đâu mất rồi, đến giờ truyền nước rồi. Tiếng bước chân như vòng một vòng quanh phòng, sau đó càng lúc càng gần. Người ấy hình như đang đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh. Cốc cốc cốc. Ngay sau đó lại có tiếng hỏi han. Anh Hoắc, cô Lâm, có ai ở trong đó không? Bờ môi của Lâm Hiền Bạch bị Hoắc Trường Nguyên chặn lại, một chút âm thanh cũng không dám phát ra. Cô giữ nguyên một tư thế không dám nhúc nhích, đến đầu ngón chân cũng cứng đờ ra, quả thực như đang vụng trộm vậy. Cũng may lúc lau người cho anh, cô đã khóa trái cửa lại. Nếu không để người ta phát hiện ra hai người họ ở trong này làm chuyện xấu hổ, thì cô thà tập đầu vào tường tự tử còn hơn. Giọng đó là của y tá trưởng, có vẻ như gõ hồi lâu không thấy ai đáp lại. Những tường bên trong không có người nên đã nhanh chóng bỏ đi. Tiếng đóng cửa vọng tới, Lâm Hiền Bạch thở hắt ra một hơi đã kìm nén rất lâu trong ngực. Quá kích thích rồi đấy. Cô còn chưa kịp bình tĩnh lại, Hoắc Trường Nguyên đã ôm chặt eo cô. Tiếp tục nào. Lâm Hiền Bạch dìu Hoắc Trường Nguyên ra khỏi phòng vệ sinh. Lần nào cũng vậy, so với bộ đồ bệnh viện trên người anh, quần áo của cô nhàu nhĩ hẳn, mặt thì đỏ như gấc, nhưng ánh mắt thì như có thể ép được ra nước, mặt vẫn còn hơi đỏ. Cứ nghĩ tới chuyện họ vừa làm, cô mất mặt không tưởng được. Thế mà cô cũng không kiềm chế được, còn để anh được hời. Lâm Hiền Bạch vừa dìu được Hoắc Trường Nguyên về phòng thì cửa phòng lại bị đẩy ra. Cô giật mình vì vừa làm chuyện chột dạ, cả sống lưng căng ra. Cô Lâm, anh Hoắc. Vẫn là vị y tá trưởng vừa rồi. Sau khi nhìn thấy họ, y tá trưởng có vẻ cũng bất ngờ, chỉ tay vào họ, thoảng thốt hỏi. Ê, bà nãy lúc tôi ở đây, phòng trống trơn, trong phòng vệ sinh cũng không có ai. Hai anh chị đi đâu vậy? Lâm Hiền Bạch ngượng gập hắng giọng, không dám nhìn y tá trưởng, chỉ đáp nhẹ tinh. À thì chỉ đi qua đi lại ngoài hành lang thôi. Nghe xong, y tá trưởng nghi hoặc vô cùng. Y tá trưởng hết nhìn họ, lại nhìn ra ngoài cửa. Vậy ư? Bà nãy tôi cũng đi tìm khắp hành lang một lượt, sao không thấy hai người nhỉ? Không hỏi câu này còn đỡ, vừa hỏi đã khiến Lâm Hiền Bạch như muốn cắm mặt xuống đất. Đương nhiên là không thể nhìn thấy rồi. Họ vốn dĩ không ra khỏi phòng mà ở trong. Nghĩ tới chuyện bọn họ đã lén la lén lút làm chuyện gì hay ho, cô ấp úng tới độ không trả lời được câu nào. Hoắc Trường Nguyên kịp thời lên tiếng. Hôm nay vẫn phải chuyển ba túi sao? Đúng vậy. Y tá trưởng quả nhiên bị anh xoay chuyển sự chú ý, vội vàng gật đầu, rồi đặt chiếc khay trong tay lên mặt bàn bên cạnh, giải thích. Ba túi, sau đó đêm chuyển thêm một túi. Ừ, làm phiền rồi. Khách sáo quá, trách nhiệm của tôi mà. Y tá trưởng tươi cười xua tay. Lâm Hiền Bạch do dự lên tiếng. Y tá trưởng, có thể gọi bác sĩ tới một chuyến không ạ? 5 phút sau, bác sĩ xuất hiện tại phòng bệnh, có điều biểu cảm khó mà diễn tả. Sau khi xử lý xong chỗ cuối cùng bác sĩ cũng ngẩng đầu lên, ngập ngừng lên tiếng. Hoắc tổng à, bây giờ trên người cậu không chỉ có những vết thương ngoài da, quan trọng nhất là gãy 3 xương sườn, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Nhất là trong khoảng thời gian này nên tránh một số hoạt động vận động mạnh, đặc biệt là về mặt đó. Nghe xong, Lâm Hiền Bạch còn cúi đầu thấp hơn lúc nãy. Lần này không chỉ đỏ vành tai mà còn đỏ lượng cả cổ. Tuy rằng lần này suốt cả quá trình đều do cô đạo diễn, nhưng có thể vì địa điểm đặc biệt
lại mang theo cảm giác kích thích của vụng trộm, nên cả hai đều không biết tiết chế, khiến cho mấy vết thương trên người Hoắc Trường Nguyên rách ra. Đây cũng là nguyên nhân cô phải gọi bác sĩ tới. Hoắc Trường Nguyên dựa lưng vào giường, ê oài đáp: "Vâng, có lúc cũng bất đắc dĩ." Lâm Miền Bạch trừng mắt, nói vậy là có ý gì? Rõ ràng lúc đó anh rất ham muốn, sao bây giờ nghe anh nói lại giống như người sốt sắng là cô vậy? Bác sĩ nhìn về phía cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng, cô chỉ hận không thể bốc hơi ngay lập tức. Nói gì thì nói, sau này vẫn nên chú ý một chút, nếu cứ để rách vết thương như thế này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc bình phục. Bác sĩ đầy gọng kính, nét mặt gượng gạo không tường. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Lâm Huyền Bạch lý nhí như kiến. Bác sĩ lại kiểm tra sơ qua cho Hoắc Trường Nguyên một lượt, xác nhận không còn gì đáng ngại mới rời đi. Có điều trước khi ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ một lần nữa quay lại, nhắc nhở cô bằng giọng nghiêm túc: "Nhớ chú ý đây." Lâm Huyền Bạch chỉ biết vâng đáp lại, không dám ngẩng đầu lên. Sau trải nghiệm mất mặt này, từ đó trở đi, bất luận có nói gì cô cũng không để cho anh động vào nữa. Ngay tối hôm đó, cô cũng nằm trên chiếc giường gấp bên cạnh, không cho anh bất cứ cơ hội chấm mút nào. Nếu lại để bác sĩ phải dặn thêm một câu chú ý, cô không sống nổi mất. Thời gian tiếp theo đó ngày nào cũng như ngày nào, Lâm Huyền Bạch mỗi chiều quay trở về biệt thự một chuyến, Hoắc Trường Uyên ở suốt trong bệnh viện, Giang Phóng đến cố định mỗi ngày để báo cáo công việc và đưa ra một số tài liệu quan trọng cho anh phê duyệt. Lâm Huyền Bạch cầm chiếc khăn mặt đã vắt khô từ trong phòng vệ sinh đi ra, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, giúp anh lau tay trái bị thương, tiện thể quay đầu nhìn ra cửa phòng. "Ban nãy sao vậy?" "Không có gì." Hoắc Trường Uyên dựa đầu vào gối, bàn tay cắm ống truyền đang cầm điều khiển bật kênh tin tức tài chính ra xem. "Sao em nghe có tiếng người đến vậy?" Lâm Huyền Bạch nhíu mày hỏi. Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên cũng không có ý định giấu cô nữa, anh nói thẳng với cô sự tình: "Sunny vừa mới tới, nhờ anh bảo y tá trưởng đuổi về rồi." Lục Tịnh Tuyết. Lâm Huyền Bạch khựng lại, nghe xong cô cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Lục Tịnh Tuyết sao có thể ngồi yên không chạy tới bệnh viện chứ? Mấy hôm nay ngoài Giang Phóng và Hoắc Dung bình thường ra vào thì không còn ai khác. Hoắc Trấn vì lời dặn của Hoắc Trường Nguyên cũng không giáp mặt nữa, sau hôm phẫu thuật cũng không còn thấy Lục Học Lâm. Có vẻ như ông ấy cố tình làm vậy để tránh con gái đòi đi theo. Không thể không thừa nhận, Lâm Huyền Bạch rất cảm kích dụng ý của Lục Học Lâm. Nếu Lục Tịnh Tuyết tới, khó tránh khỏi cục diện ba người ngượng ngập, cô cũng sẽ cảm thấy không thoải mái trong lòng. Có điều Lục Tịnh Tuyết không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ. Tuy rằng số lần hai người họ tiếp xúc không quá nhiều, nhưng cô có thể chắc chắn điểm này. 4 năm đằng đẵng chờ đợi, trong 4 năm qua Lục Tịnh Tuyết vẫn luôn là vợ chưa cưới của Hoắc Trường Uyên, chờ đợi được làm vợ anh, nhưng lần này lại vì sự xuất hiện của cô mà gặp trắc trở. Lâm Huyền Bạch thổn thức, nếu không vì công ty trùng hợp đưa cô về nước công tác, e rằng họ chẳng có cơ hội gặp lại. Những chuyện sau đó cô không dám nghĩ sâu thêm. Nhắc đến Lục Tịnh Tuyết, cô bất giác nhớ tới buổi tối hôm anh phẫu thuật. Khi cô ta tới nơi, nhìn thấy cô thì rất bàng hoàng, cô bỗng dưng cảm thấy sự việc không đơn giản. Đang định nói chuyện với Hoắc Trường Uyên thì bỗng nhiên có ai gõ cửa phòng. Lâm Miền Bạch quay đầu lại, còn chưa nhìn rõ người, giọng nói trêu chọc đã vang lên trước: "Hồ, ai không biết còn tưởng không phải bị thương nằm bệnh viện mà đang hưởng thụ trong một phòng bệnh cao cấp ấy chứ. Thấy cậu chưa gãy chân gãy tay là tôi yên tâm rồi." "Bác sĩ Tần, cá nhỏ." Lâm Huyền Bạch mừng rỡ chào. Người đẩy cửa đi vào không phải ai khác, chính là Tần Tu Niên, theo phía sau còn có Tang Hiểu Du. Hai người họ đều ăn mặc thoải mái, vì lúc trước Lục Học Lâm là người gọi xe cấp cứu, cô khi đó chỉ mải hoang mang, trong mắt chỉ có Hoắc Trường Uyên, thế nên cũng quên nói hãy đến bệnh viện của Tần Tu Niên. Tần Tu Niên gọi điện cho Hoắc Trường Uyên mới biết tin anh nằm viện, đã trực tiếp tới đây. "Cậu chẳng coi tôi là anh em gì cả, xảy ra chuyện lớn như thế mà không nói với tôi." "Sợ cậu lo lắng theo." "Giữa chúng ta sao còn phải để tâm nhiều chuyện đến như vậy chứ?" Tần Tư Niên không vui, nhớ mày. Nhưng nguyên nhân thực sự anh ấy dĩ nhiên hiểu rõ, trong nhà có thai phụ, không nói cho anh ấy cũng là vì không muốn anh ấy lo lắng quá mức. Dù sao cũng là bác sĩ, Tần Tư Niên chỉ nhìn sơ qua cũng thấy sự khác thường. "Trường Nguyên, rốt cuộc có chuyện gì?" Hoắc Trường Nguyên kể lại sơ qua đầu đuôi câu chuyện. "Thì ra là vậy."
chẳng trách cậu bị thương nặng đến thế. Tần Tư Niên nghe xong nhíu mày gật đầu, nhưng cũng không quên châm chọc mấy câu. Vừa vào nhìn thấy vết thương trên người cậu, tôi còn đang nghĩ ai mà lợi hại dữ vậy, đấm được cậu đến mức này. Hóa ra là vì cứu cô Lâm. Trường Nguyên, cậu xứng đáng với cái này. Nói tới cuối cùng, anh ấy giơ ngón tay cái ra. Lâm Huyền Bạch dướn môi cười, nhưng cô cũng tin rằng nếu bạn thân Thang Hiểu Du gặp chuyện tương tự, Tần Tư Niên cũng bất chấp tất cả. Nghĩ vậy, cô bất giác nhìn sang Thang Hiểu Du, nhưng lại hơi giật mình, phát hiện thần sắc cô ấy hình như không ổn lắm. Cá nhỏ, cậu sao vậy? Lâm Huyền Bạch quan tâm hỏi. Hả? Thang Hiểu Du cười với cô. Lâm Huyền Bạch nhíu mày, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Nhìn cậu lúc này sao hình như còn gầy hơn khi chưa có bầu một chút vậy? Thật ra ban nãy khi họ bước vào cửa, cô đã phát hiện ra rồi. Cô cứ có cảm giác trông Thang Hiểu Du gầy sộc hẳn đi, cằm nhọn hơn nhiều, khiến đôi mắt to tròn trông lại càng nổi trội. Hình ảnh này có phần tương tự như lúc cô mang thai. Nghĩ vậy, cô không khỏi có chút lo lắng. Lúc đó vì cô và Hoắc Trường Nguyên vừa chia tay, ngày nào tâm trạng cũng rất tệ. Lẽ nào Thang Hiểu Du cũng giống cô? Chẳng trách cô cứ cảm thấy trong tâm trạng của Thang Hiểu Du cũng không hồ hởi. Ban nãy lúc đi theo Tần Tư Niên vào trong, cô ấy cũng không tỏ thái độ ngượng ngùng như mấy lần trước. Lâm Miền Bạch cảm thấy mình nghĩ hơi nhiều, bèn cười hỏi. À, có phải dạ dày không ổn không? Một chút thôi. Thang Hiểu Du nhún vai, cố tình trả lời nhẹ nhàng. Ừ, phụ nữ có thai sẽ bị ảnh hưởng đấy. Lâm Miền Bạch gật đầu. Hai người bạn nắm tay nhau, cô không yên tâm, dặn dò. Cá nhỏ, bây giờ cậu đang mang thai được hơn 2 tháng. Người ta nói 3 tháng đầu rất nguy hiểm, cậu phải chú ý một chút. Nhưng mà trong nhà có bác sĩ Tần, anh ấy hiểu biết nhiều hơn mình, cũng không cần phải quá lo lắng. Nhắc đến Tần Tư Niên, Thang Hiểu Du không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ cụp mắt xuống. Thấy vậy, Lâm Miền Bạch bất giác hạ thấp giọng hỏi. Cậu và bác sĩ Tần không sao chứ? Không sao. Thang Hiểu Du lắc đầu, sau đó lại cười rất khẽ. Có chuyện gì được chứ? Nói thì nói vậy, nhưng Lâm Miền Bạch lại nghe thấy có điều gì khác lạ. Ngẫm nghĩ một chút, cô tiếp tục hỏi. Vậy chuyện kết hôn lại, hai người dự định thế nào rồi? Cô những tưởng sẽ như lúc trước, Thang Hiểu Du sẽ trêu chọc cô mấy câu rằng đợi tới khi cô và Hoắc Trường Uyên đăng ký kết hôn. Nhưng Thang Hiểu Du lại không lập tức trả lời ngay. Ánh mắt hơi rời rạc, lát sau cô ấy mới khẽ nói. Tính sau đi. Phòng bệnh cao cấp tuy rộng, nhưng Hoắc Trường Nguyên và Tần Tư Niên ở ngay bên giường, có những chuyện cũng không tiện nói. Lâm Huyền Bạch đành tạm đè nén vào lòng, đổi sang đề tài khác. À, cá nhỏ, mình nhớ sau khi có thai cậu thích ăn chua. Chỗ cam này đặc biệt chua, để mình bổ cho cậu một quả nhé. Để tôi bổ cho. Tần Tư Niên đi tới, nhận lấy nhiệm vụ. Có thể nhìn ra được anh ấy thường xuyên làm mấy công việc này, chỉ trong vòng mấy giây đã bóc xong một quả cam to, hơn nữa còn không hề làm xước múi cam bên trong. Anh ấy bày ra đĩa, còn tỉ mỉ đặt lên đó một chiếc dĩa. Thang Hiểu Du vươn tay đón lấy, không nói câu nào. Hoắc Trường Nguyên nằm dựa trên giường khẽ nhắm mắt lại, bất ngờ lên tiếng. Tư Niên, sao lúc trước cậu không đi làm bác sĩ khoa sản? Gì chứ? Nghe xong, Tần Tư Niên hơi đảo mắt. Như vậy có thể dạy tôi một số cách làm sao mới nhanh có thai. Hoắc Trường Nguyên nói một câu khiến dân tình sửng sốt, nhưng biểu cảm của anh thì hết sức chân thành. Lâm Huyền Bạch giả vờ không nghe thấy gì, còn Thang Hiểu Du thì không nhịn được phì cười thành tiếng. Múi cam vừa bỏ vào miệng suýt chút nữa cũng bắn ra ngoài. Cô biết Hoắc Trường Nguyên muốn có 2 đứa con, một trai một gái, nhưng không nghĩ anh lại sốt ruột đến như vậy. Thang Hiểu Du cầm khăn giấy lên lau miệng, buồn cười nói. Hoắc tổng à, cho dù là có thai rồi, sinh trai hay gái cũng chưa chắc nữa. Câu này là thật, sinh con trai hay con gái vốn dĩ không phải là chuyện có thể nắm chắc. Nghe xong, Hoắc Trường Nguyên nhíu mày, trầm tư giây lát rồi từ từ nhếch môi cười. Vậy có thuốc nào chỉ cho ra con gái không? Lâm Huyền Bạch, Thang Hiểu Du cộng thêm Tần Tư Niên nữa đều bày ra về mặt câm nín. Nhất là cô, thật chỉ muốn xông tới bịt chặt miệng anh lại. Cũng may Tần Tư Niên và Thang Hiểu Du còn có việc nên không ở lại lâu. Lâm Huyền Bạch tiễn họ ra tận cửa phòng bệnh,
nhìn bóng họ sóng đuôi bước đi, Tần Tư Niên muốn nắm tay Tăng Hiểu Du nhưng còn chưa chạm được vào đã bị cô ấy né tránh. Tần Tư Niên thử hai lần đều không thành công, cuối cùng hết cách, đành cưỡng ép ôm vai Tăng Hiểu Du. Với tư cách là người đứng ngoài cuộc, cô biết hai người họ đã có vấn đề. Nhớ lại cảnh trong phòng bệnh ban nãy, tuy rằng có thai nhưng lần nào xuất hiện Tăng Hiểu Du cũng rất ồn ào, lần này hình như hơi yên ắng quá. Lâm Huyền Bạch rất lo lắng, định đợi tới khi Hoắc Trường Nguyên ra viện có thời gian sẽ tìm cô ấy trò chuyện.